Nếu Tết này anh em chưa biết phải mua giày gì thì hãy xem hết video này nhé. Và tất nhiên là trong video này thì mình sẽ chỉ giới thiệu cho các bạn những đôi giày và với phối màu dễ đi mà thôi. Đầu tiên chính là Dunk Panda Custom, xu hướng của năm 2022. Và nếu như các bạn không biết thì đây chính là phiên bản được bán với số lượng nhiều nhất của năm 2022, chỉ sau Air Force Trắng. Theo là phiên bản Smoke Grey với phối màu xám, cực kỳ dễ phối đồ và có thể ăn khớp với bất kỳ bộ outfit nào. Nói đến dễ phối đồ thì chắc chắn không thể bỏ qua phiên bản Jordan On Low Triple White, một phối màu đã quá quen thuộc trong giới sneakerhead và với một mức giá cực kỳ là phải chăng. Đây là một phiên bản mà thực sự các bạn nên cân nhắc trong mùa Tết này. Và nếu các bạn chưa có cơ hội để sở hữu phối màu UNC 2020 vì nó đang có mức giá quá cao thì đây là thời điểm tốt nhất để các bạn có thể sở hữu cho mình phiên bản UNC 2022 này. Và cuối cùng, nếu các bạn là một người không thích Dunk Trend, không thích Jordan vì nó được nhắc đến quá nhiều cũng như là đăng, hãy trở lại với thứ iconic của iconic với một phiên bản kỷ niệm 40 năm tuổi Air Force One.